Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần khảo sát và tổ chức hội thảo khởi động dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm, trong tháng 7 năm 2023, các gói thầu số 6, số 7 của dự án đã được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lũ cũng như còn khó khăn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, nên đến nay các gói thầu của dự án cũng chưa thể triển khai thực hiện đồng bộ, phản ánh của phóng viên thời sự. Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm có tổng mức đầu tư trên 981 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn vay ODA từ cơ quan phát triển Pháp AFD là trên 665 tỷ đồng, vốn đối ứng là hơn 275 tỷ đồng và nguồn vốn EU viện trợ không hoàn lại là 40,5 tỷ đồng. Đây là một trong các dự án được chính phủ Pháp và chính phủ Việt Nam ký hiệp định sau chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong năm 2021. Tại các cuộc hội thảo, cơ quan phát triển Pháp AFD và tỉnh Điện Biên đã thảo luận và khẳng định dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiên tai, cùng với đó là chỉnh trị dòng chảy cũng như tăng cường khả năng thoát lũ, chống ngập, đảm bảo cung cấp nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi của người dân trên địa bàn. Dự án quản lý đa thiên tai do Tổ chức Phát triển của Pháp và Liên minh châu Âu tài trợ là một dự án rất là lớn đối với tỉnh Điện Biên. Phải nói là khi dự án này được triển khai là nó sẽ khắc phục được cơ bản thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn của tỉnh Điện Biên nói chung, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Cái thứ hai nữa là nó sẽ cùng với cái việc triển khai thực hiện cái dự án này thì nó sẽ góp phần nâng cao nhận thức được của cấp ủy chính quyền các cấp, đặc biệt là nó nâng cao cái khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân. Sau khi đã thống nhất hoàn thiện thủ tục cũng như đảm bảo các điều kiện để khởi công xây dựng dự án, ngày 12 tháng 7, các gói thầu số 6, số 7 của dự án đã được Ban Quản lý Dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên tiến hành khởi công xây dựng. Mặc dù chưa thể tiến hành xây dựng vì ảnh hưởng của mưa lũ, song các đơn vị nhà thầu đã và đang tập trung máy móc thiết bị, nhân lực để triển khai đúc các cấu kiện bê tông áp mái. Dự kiến đến trung tuần tháng 9, các hạng mục kè hai bên bờ sông sẽ được triển khai thi công. Đơn vị chúng tôi đã tập trung máy móc thiết bị cũng như nhân lực con người, tạo điều kiện tranh thủ mùa mưa chưa được triển khai công trình chính, chúng tôi sẽ đúc cấu kiện. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã chia làm hai tổ đúc cấu kiện với lượt công nhân trên công trường trên 30 người. Nếu mà thời tiết thuận lợi thì sang tháng 9 vào mùa khô thì chúng tôi sẽ tập trung máy móc thiết bị để thi công hạng mục kè, hạng mục công trình chính cũng như là toàn bộ hệ thống phần ốp mái. Theo thông tin từ Ban Quản lý các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, ngoài hai gói thầu trên, hiện nay một số gói thầu khác của dự án còn đang vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đẩy nhanh việc thực hiện giải phóng mặt bằng, đảm bảo các gói thầu khởi công xây dựng theo kế hoạch. Về cái công tác giải phóng mặt bằng thì Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp phát triển nông thôn cũng hết sức quan tâm, chú trọng đến cái việc này, bởi vì tiến độ triển khai dự án phụ thuộc rất nhiều vào công tác đền bù giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để cho các đơn vị thi công. Ban Quản lý dự án sẽ quyết tâm cùng với Ủy ban huyện Điện Biên và thành phố từ nay đến hết tháng 9 sẽ phải cơ bản xong toàn bộ các phương án giải phóng mặt bằng để vào đầu mùa khô chúng tôi đồng loạt triển khai xây dựng các gói thầu về tuyến kè, đặc biệt là gói thầu số 4 chúng tôi theo chỉ đạo của tỉnh là cái công trình này nó nằm ở trung tâm thành phố và gắn với cái cảnh quan du lịch của cái khu di tích nên là chúng tôi cũng đã quyết tâm và có cái phương án cụ thể để làm sao khởi công công trình này và hoàn thành trước mùng 7 tháng 5 năm 2024 để kịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm có ý nghĩa đặc biệt trong mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ Pháp với chính phủ Việt Nam và quan trọng đối với tỉnh Điện Biên. Khi dự án được hoàn thành, sẽ cải thiện môi trường, chống biến đổi khí hậu, tạo điểm nhấn về cảnh quan thiên nhiên trong khu vực.